Em xin kính chào các bác, chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay em đã lại lên một cái video mới và để chia sẻ đến các bác trong cái like ngày hôm nay. Kính mời các bác đón xem và ủng hộ nhé. Mở đầu like của em đó là một cái giò Hoàng Tam Bảo. Mời các bác ngắm mã số 1 ạ. Đó, rất chi là nhiều nụ các bác. Đây, hiện tại những cái giò này của em đang 3 vòi các bác này. Đó, rất chi là nhiều vòi hoa nhé. Và em mời các bác ngắm. Đối với thân lá của cái giò này thì các bác nhìn này. Nhìn chung nó là hàng lá nhựa bản mít xếp. Đấy. Để mà so với cái tốc Quế Hòa Bình thì cái bản này rất chi là đẹp các bác ạ. Đây là Hoàng Tam Bảo mã số 1 các bác nhé. Mã số 1 ạ. Em mời các bác ngắm thân này. Thân xếp luôn các bác ơi. Thân xếp rộng nhá. Thân xếp rộng, một trong những cái tốc lan không kém gì Quế Trắng các bác ạ. Dạ, mã số 1 của em đó là một cái giò Hoàng Tam Bảo. Em xin phép chia sẻ với cả nhà mình bằng 1.450.000 các bác ạ. 1.450.000 cho một cái giò Hoàng Tam Bảo mã số 1 các bác nhé. Mời các bác ngắm thân rất chi là đẹp và nhiều nụ các bác ạ. Đó, một trong những mặt bông hoa vàng cánh tím các bác nhé. Hoa vàng lưỡi tím rất là đẹp luôn các bác. Đó, không kém gì nhạn Buôn Đôn các bác ơi. Đó, chia sẻ các bác giá là bằng 1.450.000 cho mã số là T1 ạ. Đó, tiếp đến là cái mã số T2 vẫn là một giò Hoàng Tam Bảo các bác nhé. Bộ rễ rất là đẹp các bác này. Em mời các bác ngắm cái mã này là mã số T2. Đó, phải nói cũng là siêu là nhiều nụ các bác ạ. Siêu là nhiều nụ luôn, bản lá nhựa đẹp nhé. Em chia sẻ các bác mã số T2 với giá bằng 1.250.000 các bác ạ. 1.250.000 cho mã số T2 Hoàng Tam Bảo ạ. Đó, các bác sưu tầm thì gọi điện trực tiếp qua số là 0977 842 981 các bác nhé. Đó cũng là số Zalo và số điện thoại chốt đơn chính bên em ạ. Đó, tiếp theo thì chia sẻ các bác đó là một chậu nhạn tháng 4 rừng Buôn Đôn. Em mời các bác ngắm, đây là một trong những con nhạn đơn thân. Đó, đây nó gãy có một tí đọt, phân nhánh 2 ngọn các bác ạ. Hiện tại thì đang có nụ hoa các bác nhé. Và nó cũng là một trong những cây đơn mị bồng 2 con các bác ạ. Một mị bồng 1 con mít xếp này, 2 con. Đó, đây là một cây nhạn đơn thân. Cái mã số là 2A các bác ạ. Đó, mã số 2A là một cây nhạn rừng Buôn Đôn nguyên bản các bác. Cây này là cây cục nguyên bản nhá. Về các bác muốn đẹp tạo dáng, các bác ôm thêm một cái lũa đằng sau nữa, rất chi là đẹp luôn các bác ơi. Đó, rất chi là đẹp nhá. Chia sẻ các bác cái mã 2A với giá là bằng 750 các bác ạ. 750 cho mã số là 2A. Đó. Tiếp đến thì giới thiệu các bác một cây 4N mã số 2. Đây là một cây 4N, một chậu 4N mã số 2 thì bao gồm là có 2 cây các bác nhé. Đó, bao gồm là có 2 cây thì chất cây thì đã được nuôi vườn rất là lâu năm rồi các bác ạ. Và có điểm cháy các bác này, cháy do nắng tự nhiên. Và em chia sẻ các bác cái mã số 2. Đó là một chậu 4N Mitsu. Hôm nay sale đầu like với các bác này. Đó, sale đầu like chia sẻ với cả nhà mình giá là bằng 480 các bác ạ. Đây thực sự là giá sale thanh lý nhá. Bình thường em chia sẻ các bác đã là dao động, mọi người mua của em là 380.000 một cây. Đó, nhưng trên like ngày hôm nay sẽ tri ân các bác là 480 cho cái mã đầu like một cặp 4N các bác nhé. Một cặp 4N. Đấy. Thì tiếp đến thì em chia sẻ các bác đó là một chậu Hoàng Nhạn tháng 8 các bác ạ. Đây, trước màn hình của em là một chậu Hoàng Nhạn tháng 8 thì bao gồm có 4 con. Cây này thì hơi là lỗi lá chân các bác ạ, lỗi lá chân bị cắt mất mấy cái lá này. Đấy. Đây, một trong những chậu nhạn tháng 8 thì hôm nay em cũng có một chậu và chia sẻ các bác cái mã này là bằng 2.200.000 các bác ạ. 2.200.000 cho một chậu Hoàng Nhạn tháng 8 các bác nhé, duy nhất một chậu ạ. Dạ, các bác sưu tầm mình gọi điện trực tiếp qua số điện thoại Zalo đó là số chính bên em đã ghim trên bài thì các bác nhé. Rồi, trước màn hình của em thì lại là một trong những chậu Tam Bảo sắc trắng, hay còn gọi là trắng da đột biến các bác ạ. Đây các bác này, cái khuôn bông này là nó bị gãy các bác. Đó, hoa cho mọi người là hoa trắng tinh các bác nhé, rất là thơm luôn các bác. Hoa trắng tinh rất là thơm và hiện tại chậu thì vẫn còn vòi nụ hoa như hình các bác ạ. Em chia sẻ các bác cái mã số 1 các bác ạ. Đó, trước màn hình của em là cái mã số 1 Tam Bảo sắc trắng, một trong những mặt bông trắng đột biến hay còn gọi là trắng va các bác nhé. Đây. Lá cái điểm cây này thì có độ cháy mất một tí thôi, cháy khô các bác, không có ảnh hưởng đến chất cây nhé. Các bác có thể cắt hoặc là mình cứ để nguyên để cho nó phát triển cây cũng được. Chia sẻ các bác cái mã số 1 với giá là bằng 600.000 các bác ạ. Đó, bao gồm là được 2, 4, 6 con các bác ơi, 6 cây nhé. Đó, về các bác để chậu hoặc là mọi người ký lên lũa đều được mã số 1 ạ. Đó, dạ, mã số 1 Tam Bảo sắc trắng hay còn gọi là trắng va đột biến. Đó, em chia sẻ các bác là bằng 600 các bác ạ. Đó, tiếp đến là mã số 2 các bác nhé. Mã số 2 thì cũng bao gồm là cây này cũng là cây chuẩn bị nụ các bác. 1 cây này, 2, 3, 4, 5 cây các bác. Cây này hơi lỗi lá các bác ạ, hơi lỗi lá này. Đó, chia sẻ các bác cái mã số 2 với giá bằng 560.000 các bác ạ. Đó, 560.000 cho mã số 2 các bác nhé. Tam Bảo sắc trắng và hiện tại cũng đang nụ các bác ạ. Đó, khỏi phải bảo hành hoa luôn được chưa ạ. Tại vì thị trường thì các bác cũng biết là nó dao động từ 380 đến 400.000 một cây rồi, một thân. Đó, hôm nay chia sẻ các bác những cái chậu này, thực sự là cả một chậu đã thuần rất là đẹp với giá bằng 560k. Nó cho cái mã là số 2 các bác ạ. Đây là mã số 2 nhé. Tam bảo sắc trắng. Rồi tiếp đến thì chia sẻ các bác một cái lúa gọi là châu lai hồng gấm các bác ạ. Một trong những mặt bông mà một năm các bác chơi 3 vụ hoa các bác ạ. Đó, đó một cái lũa 3 cây các bác nhé. Một lũa 3 cây như hình ạ. Nó rất chi là đẹp và hôm nay sẽ sale đầu like với các bác là bằng 500k một giò các bác ạ. Cái này là nó giò nó bị nẻ lá các bác này, lại lá tự nhiên này, cháy mất một tí lá các bác này. Nó không ảnh hưởng đến chất cây các bác nhé. Và một năm thì thường các bác có 3 vụ hoa và vụ chính là vụ Tết các bác ạ. Đó, nó ra hoa thường xuyên và liên tục các bác ạ. Đó, chia sẻ các bác giá là bằng 500k một rễ châu lai hồng gấm các bác nhé. Đó, châu lai hồng gấm. Rồi tiếp đến thì chia sẻ các bác đó là một chậu cô ki xưa ạ. Đó, đang nụ như hình các bác ạ. Chậu này thì của em bao gồm là có 3 cây ạ. Đó, một chậu bao gồm có 3 cây và em chia sẻ các bác cái chậu này là hơi lỗi lá các bác nhé. Hơi lỗi lá cái mã số 1 các bác này, cháy nổ này. Đây, nổ mất cháy mất một cái lá này nữa các bác, và cái cây này cũng là cây chuẩn bị nụ cho em ạ. Cái cây này cũng là cây già chuẩn bị nụ như các bác. Cái này bảo hành các bác tầm 15 ngày sau hai cây này có nụ luôn ạ. Chia sẻ các bác cái mã số K1 này với giá là bằng 530 các bác nhé. Đó, 530k cho mã số là K1 ạ. Cây chất phải nói là bản lá siêu to và dày các bác ạ. Đó, 530 cho cái mã số là K1 các bác nhé. Hôm nay em còn có 2 chậu thôi. Đấy, cái mã số K2 các bác ạ, thì một chậu phải nói là bản lá siêu to đẹp các bác ơi. Cái mã số này là mã số K2, một chậu cô phi nhá. Em mời các bác ngắm bản lá siêu to này, mà các bác nuôi chăm tốt thì nó sẽ dao động tầm 6 cm 8 7 cm các bác ạ. Nụ rất là dài. Cái cây bên đây là cây đẻ múi các bác, một mẹ bồng một con này. Đó, một mẹ bồng một con cũng là cây chuẩn bị nụ các bác ạ. Mã số K2 chia sẻ các bác bằng 650 các bác ạ. 650 các bác nhé, cho một chậu cô ki xưa mã số K2 các bác ạ. Rồi tiếp đến thì giới thiệu các bác đó là một chậu bạch nhạn trắng các bác ơi, bạch nhạn hoa trắng. Nó một trong những cái top bông gọi là siêu là đẹp các bác ạ. Em chia sẻ của mình cái mã bạch nhạn với giá là bằng 500k một chậu ạ. Đã 500k cho một chậu bạch nhạn hoa trắng các bác nhé. Đây, một trong những chậu bạch nhạn của nó rất là đẹp luôn các bác ạ. Đó, chia sẻ của mình với giá là bằng 500k cho một chậu bạch nhạn hoa trắng các bác nhé. Tiếp đến thì em giới thiệu các bác cái tác phẩm đơn thuần ở đây trước màn hình. Em chia sẻ các bác một cái lũa nhạn rừng Buôn Đôn. Đó, nhạn rừng Buôn Đôn thì có mã là mã số 1B. Đây, cái mã số 1B, một lũa nhạn rừng tháng 4 Buôn Đôn đang nụ. Và hôm nay thì lại sale các bác cái mã này là bằng 860k các bác ạ. Đang có nụ nữa nhé. Nhạn tháng 4 đang nụ, các bác nhìn cái lũa rất chi là đẹp. Và các bác chỉ cần về búi thêm phân rồi ạ. Tại vì em thuần rất là lâu năm rồi, cũng không có thời gian, chưa có thời gian để lên phân các bác ạ, thực sự luôn. Là chất cây rất khỏe và đẹp các bác nhé. 860 cho cái mã số 1B các bác ạ. Đây là mã số 1B. Đó, tiếp theo thì chia sẻ các bác cái tác phẩm đơn thuần, một trong những cục nguyên bản các bác này. Đây, trước màn hình của em đó là một cục nhạn tháng 4 Buôn Đôn hàng nguyên bản. Đây, em mời các bác ngắm. Đó, cây mẹ bồng 2 con các bác, phải nói là bản lá siêu là đẹp các bác nhé. Một mẹ bồng 2 con này, đang có 2 vòi hoa các bác ạ. Cây đây, đây một mẹ bồng một con cũng đang 2 vòi hoa các bác ạ, cũng đang 2 vòi nụ nhé. Mời các bác ngắm, phải nói chất cây xếp rất chi là đẹp, đang bồng một con đây các bác ạ. Đây là một trong những cái cục nguyên bản, phải nói rất chi là đẹp các bác ạ. Đấy, ở trong hàng nguyên bản này cái lực nó khỏe và nó phát triển, sau này nó lên búi rất là ok các bác nhé. Đây, đó, khúc nguyên bản vẫn bắc ngang chậu các bác này. Đây là một trong những cái khúc nguyên bản nhạn rừng Buôn Đôn các bác ạ. Đó, một mẹ bồng 2 con thì bao gồm chậu có 2 cây và mỗi cây này là mẹ bồng 1 con các bác này. 2 cây thì được 4 vòi hoa các bác ạ. Đó, một chậu tác phẩm nhé. Dạ, một chậu tác phẩm nhạn tháng 4 rừng Buôn Đôn nguyên bản. Đấy, cái chậu này mà của em rơi vào tháng 8 nguyên bản thì các bác ơi, nó phải rơi vào tầm 8 đến 10 triệu các bác ạ. Đó, hôm nay chia sẻ các bác một chậu nhạn rừng Buôn Đôn nguyên bản với giá là bằng 1.580k các bác ạ. 1.580 các bác nhé. Đó, đằng sau là ôm một cái lũa này các bác này. Đằng sau là ôm một cái lũa nghiến rất chi là to và nặng các bác ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Dạ, 1.580k cho một lũa nhạn rừng Buôn Đôn nguyên bản các bác nhé. Đây là một trong những cái lũa nguyên bản rất là đẹp các bác ạ. Đây là lũa VIP các bác, chốt là cái mã này là mã B2 VIP nha. B2 VIP. Dạ, B2 VIP nhạn rừng Buôn Đôn nguyên bản chia sẻ các bác bằng 1.580 các bác ạ. 1.580. Rồi tiếp đến thì em giới thiệu các bác đó là một trong những cái dề tam bảo sắc Tây Bắc rừng Điện Biên. Và nó là siêu hoa các bác ạ. Đó, em mời các bác ngắm, phải nói là siêu là nhiều hoa luôn các bác ơi. Mời mọi người chiêm ngưỡng là một trong những cái lũa này, phải nói là dáng hương rất là thơm các bác nhé, nhiều hoa. Nguyên một dề các bác ạ, nguyên một dề. Hôm nay chia sẻ các bác cái mã số là T1 ạ. Mã số là T1, một dề tam bảo sắc Tây Bắc rừng Điện Biên. Rất chi là nhiều vòi hoa các bác. Nói hiện tại ví dụ như cái vòi này là của em 5 thân, 5 vòi hoa các bác, phân nhánh ngọn 5 vòi hoa này. Đấy, thực tế là có những vòi nó cũng bắt đầu nở rồi, có những vòi nó cũng nở và có những vòi còn nụ các bác ạ. Để nói là một trong những dáng hương rất là thơm và đẻ búi các nhá. Cái rể này rể để búi này. À, mã số T1 thì em chia sẻ các bác bằng 2.450k các bác ạ. 2.450 cho cái mã số là T1 các bác nhé. Đây, một trong những cái mã số T1 tam bảo sắc Tây Bắc rừng Điện Biên. Nó quá là nhiều vòi luôn các bác ạ. Nguyên một rể nha. Nguyên một rể các bác ạ. 2.450k các bác nhé. Mã số là T1 các bác ạ. Đó, em gửi các bác chiêm ngưỡng này. Rồi tiếp đến lại là một cái siêu phẩm phải nói là bao phê và khủng các bác ạ. Em mời các bác ngắm và bác nào chơi trấn vườn thì các bác dinh luôn nhé. Cả 100 vòi hoa các bác ạ. Đó, một siêu phẩm cả 100 vòi hoa luôn các bác ơi. Mời các bác ngắm này. Đây là một trong những cái rề tam bảo sắc Tây Bắc rừng Điện Biên, mã số T2 VIP ạ. Đó, mã này là mã số T2 VIP các bác nhé. Các bác nhìn những cái thân hoa này. Toàn bộ là hàng rề để nhánh luôn các bác, hàng rề nhá, mẹ con để nhánh này. Đó, nói chung là cả một rề lan nó rơi tầm 100 thân hoa các bác ạ. Nói chung bên ngoài thì và nó lại đẹp vô đối các bác ạ, đẹp vô đối luôn. Đó chưa, nhìn cái rồi những cái lan nó nhiều vòi hoa và rất là đẹp như này các bác ạ. Đấy. Đó, toàn phân nhánh để búi các bác này. Này. Đây, 45 vòi hoa một thân các bác ơi. 45 vòi hoa một thân nhé. Em mời các bác chiêm ngưỡng cái mã số T2 VIP ạ. Dạ, đây là cái mã số T2 nhé. Tam bảo sắc Tây Bắc rừng Điện Biên siêu VIP. Đó, chia sẻ các bác mã này là bằng 5.450 các bác ạ. 5.450 các bác nhé, cho một cái rề tam bảo sắc Tây Bắc rừng Điện Biên, hàng khủng VIP. Bác chốt cho em cái mã này là VIP này. À không, mà hôm nay em chia sẻ các bác 5.280k đi cho các bác một con số lộc đẹp, gọi là có ra lộc cho các bác để cho các bác trăm cây nó đẹp này. 5.280 các bác ạ. 5.280 các bác nhá. Nói chung là phải nói vòi hoa siêu là phê các bác. Đó. Các bác dinh ngay cho mình cái tác phẩm VIP này về trấn thủ vườn gọi là bao phê các bác ạ. Đó. Rất chi là to các bác nhá. 5.280 các bác, một rề tam bảo sắc Tây Bắc rừng Điện Biên, hàng khủng nhá. Nói chung là thực tế cái rề này của em bên ngoài thì nó đẹp hơn trên live rất là nhiều các bác. Bên ngoài đẹp hơn trên live rất là nhiều nhá. Đó, 5.280. Nói chung là nó cả 100 vòi hoa các bác ạ, thực sự là một cái siêu tác phẩm VIP. Các bác sưu tầm trấn vườn thì chốt và alo qua số điện thoại cho em các bác nhé. Đó, số điện thoại chính bên em đã ghim trên bài là 0977 842 981 các bác ạ. Đó là số Zalo chính bên anh em và đã thường chia sẻ với các bác qua Zalo luôn ạ. Đó, 5.280 các bác ạ. Một con số lộc rất là đẹp các bác nhé. Nói chung là siêu to vật vã ạ. Các bác sưu tầm trấn vườn thì các bác chốt cho em nhé cả mình ơi. Đấy, rất chi là đẹp luôn. Rồi tiếp đến em giới thiệu các bác một trong những cái siêu phẩm mà phải nói là độc nhất vô nhị của miền Bắc các bác ạ. Độc nhất vô nhị luôn. Và đây là một trong những cái giỏ lan và nó là xứng đáng đồng tiền bát gạo để các bác nhìn ngắm cho em một cái tác phẩm phải nói là bản là siêu phê các bác ạ. Thực ra đây là nó là hàng rề nên là cái sức mà mình chăm sóc thì nó ít, mình đỡ khi mình phải chăm sóc nhiều các bác ạ. Và lực của cái cây này thì nó rất là khỏe. Em mời các bác ngắm này. Đây là động lực để các bác mình chăm cây và nuôi cây các bác ạ. Đấy, nói chung là mình chỉ cần ngắm và chiêm ngưỡng thôi để mình lấy cái động lực mình chăm sóc và phát triển cái cây của mình nó tiềm năng hơn nữa nhé. Đấy, đây là một trong những cái rề gọi là tác phẩm độc nhất vô nhị. Nói chung là Bắc Trung Nam các bác mình chiêm ngưỡng. Em mời các bác ngắm này. Đây là cái mã số là S2. Đấy, mã số S2 của em là một trong những cái giò tam bảo sắc va hoa vàng lưỡi trắng. Em mời các bác ngắm, đây là hàng nguyên dề các bác nhé. Nguyên dề mẹ con này. Đấy, các bác nhìn thấy là nó đẻ búi từ trên mà xuống luôn nhé. Đó, thân mẹ ở dưới, thân con bồng trên các bác ạ. Nó nhiều chi chít luôn, mời các bác ngắm. Nó là bản lá siêu to đẹp các bác này. Đó, gần 6 sen luôn các bác ơi. Nói chung là 5 sen 8 đến 6 sen là có thể nhé. Đấy, nói chung là một cái giò tiềm năng như thế này các bác ạ. Đấy, đây là còn chưa phân thuốc gì luôn đấy. Chưa phân thuốc gì luôn các bác ạ. Đó, động lực để chia sẻ với các bác là mình chiêm ngưỡng, mặc dù mua được hay là không mua được thì các bác có thể chiêm ngưỡng cho em cái giò này nhé. Để mình có những cái động lực về mình chăm cây và mình nuôi dưỡng cái cây của mình nó tốt hơn đúng không ạ? Thấy các bác ơi, một trong những giò tam bảo sắc va, hoa vàng lưỡi trắng. Dạ, em xin chia sẻ các bác cái tác phẩm này nhá. Mã số là S2. Thực ra là em có những cái giò, em có cả giò to đang nụ các bác ạ, giò to hơn nhá. Đây. Trước màn hình của em là cái mã số S2 nguyên rề các bác ạ. Đây, một trong những mặt bông hoa vàng lưỡi trắng các bác này. Đây. Hoa vàng lưỡi trắng bảo hành chuẩn cây chuẩn hoa cho mọi người nhé. Đấy, ngày xưa thì các bác mà mua được cái tác phẩm này thì nó cũng phải đôi trăm triệu các bác ạ. Và bây giờ thì nó cũng chỉ bằng một cái ki dĩn thôi. Gọi là đây là cái tác phẩm thứ hai của em các bác ạ. Đây. Đây hoa về ở những cái giò mà bình thường nhất, nhỏ nhất nó ra hoa nó đã như thế này các bác ạ. Đó, còn không nói đem một cái tác phẩm các bác nhé. Em có giò có nụ nữa đấy. Tức cái giò này có thể nó đi nụ sau một chút. Đấy các bác ạ. Đây một trong những mặt bông tam bảo sắc va, hoa vàng lưỡi trắng các bác ạ. Để cho các bác này ngắm cho nó dễ hơn, tại vì có những ngọn nó ra nhiều nụ ấy, các bác ngắm nó sẽ dễ hơn ạ. Dạ, cái mã này là mã số S2 cả nhà mình nha. Mời các bác ngắm rồi. Ôi cái bản lá các bác nhìn thấy nó đã phê chưa? Nó siêu là phê luôn các bác ạ. Mã số S2 thì em chia sẻ các bác là bằng 7.350.000 các bác nhá. 7.350.000 các bác ơi. Một con số siêu là đẹp các bác ạ. Dạ 7.350.000 các bác nhá. 7.350.000 cho cái mã số là S2 ạ. Các bác nhìn bản còn hơn cả Quế Hòa Bình luôn các bác. Bản còn hơn cả Quế Hòa Bình hàng nguyên bản các bác ạ. Đó. Chất và tiềm năng các bác nhìn nguyên cái bộ thân lá đã bao phê rồi đúng không ạ? Đấy, bản lá 6 cm các bác ơi, 5 cm, 8 6 cm nhá. Đây động lực ở đây các bác ạ, động lực ở đây. Đó về các bác chăm cây cho em này. Nó tiềm năng nguyên một rề các bác ạ. 7.350.000 các bác nhá. 7.350.000 cho cái mã số S2 tam bảo sắc hoa vàng lưỡi trắng nhá, tam bảo sắc va. Đó. Thực ra mà các bác đại gia mà mình chơi á, thực ra những cái giò lan đẹp này thì nó gọi là vô đối các bác ạ, vô đối và nó rất là vô giá. Để mà các bác đến những cái vườn mà người ta có những cái tác phẩm đẹp ấy. Thậm chí là mình một khi mà mình đã kết mua ấy, thực ra là người ta bán nó vô giá lắm. Thực ra cái này nói chung là hàng em gọi là sưu tầm được những cái tác phẩm thôi thì em chia sẻ lại đấy, và chia sẻ các bác bằng 7.350.000 nhá. Còn thực sự là những cái giò này thị trường nó đang dao động tầm 18 đến 20 triệu các bác ạ. 18 đến 20 triệu luôn. Đó. Và em chia sẻ các bác bằng 7.350.000, cái mã số là S2. Rồi em xin chia sẻ các bác một cái tác phẩm nữa. Trước màn hình này em sẽ giới thiệu các bác cái mã số S1 của em thì nó hàng đang nụ nhé. Còn nhiều những cái mã lan đẹp mọi người sưu tầm thì trực tiếp qua Zalo và số tặng cho em các bạn ạ. Đây trước màn hình của em là cái mã số S1, nó vẫn là một trong những cái giò tam bảo sắc va hoa vàng lưỡi trắng các bác ạ. Em mời các bác ngắm, đây cũng là hàng nguyên một rề nhá. Tại vì sao các bác cũng nói chung là nghe đến đây là mọi người cũng đã hiểu hàng rề là nó như thế nào. Hàng rề là nó nguyên một búi, nguyên bản, nó đẹp các bác ạ. Đấy, nó tiềm năng của những cái giò này các bác, mình không mất cái thời gian mình chăm sóc nhiều này. Đấy. Các bác nhìn bản lá này 5 cm, 8 đến 6 cm mà kể cả ngọn con của nó ra nó cũng đẹp các bác ạ, bản lá rất chi là to. Đấy, và em chia sẻ cái mã số S1 VIP tam bảo sắc va hoa vàng lưỡi trắng nhá, cái mã số S1. Đó, em chia sẻ các bác là bằng 13.680.000 các bác ạ. 13.680.000 các bác nhá. Đây. Một trong những cái rề nguyên rề các bác ạ, nguyên rề nguyên búi. Đó, các bác ngắm và chiêm ngưỡng cái giò lan để mình có những cái động lực mình chăm cây hơn. Cái giò này thị trường bây giờ nó phải rơi vào tầm 28 đến 35 triệu các bác ạ. 13.680.000 các bác ơi. Đấy, cho một cái siêu phẩm nhá. Tam bảo sắc va hoa vàng lưỡi trắng, đối với cái rề này thì phải nói là nó quá là nhiều nụ các bác này, còn quá là nhiều nụ luôn. Đây ạ các bác ơi, này vòi hoa tất tất trên thân này. Đó. 13.680.000 các bác ạ. Đúng là đẹp vô đối luôn. Cái mã số là nãy em chia sẻ là S1, đây là S2 các bác. Mà em không nhớ là S1 hay S2 thì các bác chốt cho em là cái mã này là mã VIP nhá. Mã VIP. Mã này mã siêu VIP ạ. Em chia sẻ các bác 13.680.000 nhá cả nhà mình nhá. 13.680.000 các bác ạ. Thực ra mà mua một cái giò đơn thân mà cái giá ở thị trường mốc mà hơn chục triệu là nói chung là cũng gọi là quá là rẻ các bác ạ. Đó, thậm chí cái giò này nó rơi vào tầm 28 đến 35 triệu các bác, không phải là ở cái mốc 13.680.000 đâu các bác ạ. Và em chia sẻ cho các bác anh chị mình nhá, mà bác nào sưu tầm được trấn thủ vườn thì các bác lấy luôn. Tại vì bản lá của nó khá to và đẹp các bác ạ. Đấy. Mời các bác ngắm chiêm ngưỡng. Thực ra là em chỉ còn có 2 giò thôi các bác ơi, còn có hai rề thôi, phải nói là còn 2 rề. Đó, bác nào sưu tầm được thì chốt cho em nhá. 13.680.000 các bác ạ. Mã số VIP tam bảo sắc va các bác nhé. Tam bảo sắc va hoa vàng lựu trắng. Sẵn nụ các bác ạ, sẵn nụ hoa về mọi người là sẵn thưởng thức và ngắm hoa chiêm ngưỡng nhé. 13.680.000. Tiếp đến thì em lại giới thiệu các bác một trong những cái lũa nhạn rừng Buôn Đôn hàng VIP này. Đây ạ. Trước màn hình của em thì nó là một cái giò nhạn tháng 4 Buôn Đôn. Nguyên một lũa tác phẩm. Đấy, các bác chiêm ngưỡng và trấn thụ vườn thì chốt luôn nhá. Hôm nay sale cả nhà mình cái mã này là bằng 5 triệu các bác ạ. 5 triệu cho một lũa nhạn rừng Buôn Đôn các bác nhá. Đấy. Các bác về chỉ có hàn khung gắn búi, hàn khung lên lên đôn là đẹp thôi các bác ạ. Nói chung mình hàn khung mình lên đôn đặt sảnh sân vườn, hòn non bộ tiểu cảnh gọi là ao vua cá cảnh thì quá đẹp các bác ạ. Mình hàn thêm một cái gọi là cái đôn nó có bánh ấy. Các bác có thể di chuyển di rời mọi vị trí mọi người muốn nhé. Đấy, mọi vị trí nào các bác nó hợp phong thủy mình các bác đặt thì hoàng nhạn thì chơi là mãi đỉnh rồi. Chia sẻ các bác cái tác phẩm nhạn rừng Buôn Đôn tháng 4 với giá là bằng 5 triệu các bác ạ. Vòi hoa gọi là chi chít luôn các bác ơi, không đếm xuể đâu các bác ạ. Đó, em mời các bác ngắm thì em sẽ giới thiệu nhanh nhé. Để chiêm ngưỡng cho em một cái giò nhạn rừng Buôn Đôn tháng 4 nhiều nụ với giá là bằng 5 triệu các bác ạ. 5 triệu chứ cái giò này nói chung là thị trường các bác mua 1-2 ngọn tầm 3 vòi hoa nó dao động từ thân hơi rải dài một chút người ta toàn bán 3 triệu các bác ạ. Đó, chia sẻ các bác bằng 5 triệu nhé. Đó, tiếp đến thì giới thiệu các bác đó là một chậu lan quy trồn. Nó một trong những cái chậu trồn VIP các bác này. Cây đơn mà nó đã như thế này các bác, cây đơn 3 vòi các bác ạ. Này, 3 vòi này, 5 vòi này, 6 vòi, 7 vòi, 8 vòi. 3 vòi này, 5 vòi này, 6, 7, 8. 9 vòi hoa các bác. Chậu này của em được 5 cây. Cái mã số 1 VIP, mã số 1 VIP trồn nha. Mã số 1, một cái chậu trồn VIP với giá là bằng 1 triệu các bác ạ. 1 triệu mã số 1 nhé. Một giò trồn đơn thân VIP bình thường một cái con này các bác này. Một con đơn thì mọi người mua tầm 680-700.000 một con. Thực sự những con to thậm chí là cả triệu. Đó, chia sẻ các bác 1 triệu cái mã số 1 VIP. Ở đây là mã số 2 các bác, mã số 2 là một chậu trồn cũng đang có nụ nhé. Đó, chậu trồn này cây rất là già. Đó, chia sẻ các bác 380.000 các bác, 380 cũng đang có nụ này. Đang có nụ các bác, một cái giò trồn mã số 2 380. Đó, tiếp theo vẫn là một chậu nhạn tháng 4 các bác ạ. Chậu này là mã số A1. Rồi A1 sale các bác bằng 299 đi các bác ơi. Đây hôm nay vừa bán vừa sale các cả nhà mình 299 nhé. Mã số A1 nhạn tháng 4. Mời các bác ngắm này. Đó, rất là đẹp luôn, cây này nó dáng hơi cong các bác ạ, dáng hơi cong nhé. Đây là lá nhựa các bác ạ. Đây. Đấy, chia sẻ các bác cái mã số A1 bằng 299 các bác, 299 nhé, cái mã số A1 nhạn tháng 4 nhé. Đây nhạn tháng 4 A1 299. Tiếp theo giới thiệu các bác một cây 4N mã số 1. Một cây 4N đơn thân mã số 1, con này mất một cái lá chân, phải nói là các bác về bổ sung giá thể quá ok các bác. Sale cả nhà 450 đang nụ các bác. Cây này 450 đang nụ nhé. 450 đang nụ. Và tiếp theo em có một cái đơn đay châu lệ các bác ạ. Cây này thì có mấy cây châu rừng lệ này. Và sale các bác bằng 199 các bác này. Một cây VIP này các bác mua này 260.000 một cây. Đấy, xả các bác cái đơn này 4 cây nhé. Cái này nó cháy một tí, đây nó rách một tí lá nổ các bác. Đây là nó nỉ thôi. Đấy, sale các bác cái mã này bằng 199 cho 4 con châu rừng các bác ạ. Cho 4 con châu rừng là 199 này. Một con hồng cánh sen các bác, để các bác một chậu này 240.000 các bác ơi, 240.000 nhé. Rồi tiếp theo trước màn hình của em là một trong những cục quế trắng. Đây một trong những cây quế trắng nguyên bản các bác. Đây, cây này nó là cây nguyên bản một cục đấy các bác ạ. Này gốc các bác nhìn cái cổ lá nó rụt rịt chưa này. Này những cái vòi hoa gọi là như cái đũa luôn các bác. Này, những cái vòi hoa của cây Quế Hòa Bình các bác nó to là như chiếc đũa luôn. Bồng một con, hai con các bác, một mẹ bồng hai con nhé. Một mẹ bồng hai con, đây là một trong những cây quế một cục nguyên bản. Đó, cây này nó là cây đơn VIP nha, nguyên bản hàng xếp rụt rịt các bác ạ. Các bác nhìn cái cổ lá là mọi người đủ biết rồi. Đó, em chia sẻ các bác cái mã này là bằng 2.350.000 các bác ạ. 2.350.000 nhá, cho cái mã Q1 VIP. À không, cái mã này các bác chốt là cái mã V1, V1 nhé. Quế Hòa Bình nguyên bản một cục, cái mã V1 các bác ạ. V1 bằng 2.350.000 ạ. Đó, 2.350.000. Đây giới thiệu các bác cái dề trồn các bác. Đây là một trồn dề các bác. Đây một dề này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Cái dề này thì hiện tại đang có 5 vòi hoa các bác ạ. Cái này là hàng nguyên dề các bác nhá. Hiện tại là đang có 5 vòi hoa. Chia sẻ các bác cái dề trồn này nguyên một dề bằng 700.000 các bác ạ, 700.000 nhé. Đây là trồn dề các bác. Nguyên dề nguyên búi các bác này. 1, 2, 3, 4, 5, 5 vòi hoa các bác ạ, 700k. 700k cho cái mã H3 nhé, H3 trồn. Đó, tiếp theo giới thiệu các bác một cây đai châu vip hồng cánh sen. Đấy ạ, trước màn hình của em là một chậu đai châu vip hồng cánh sen, một mị bồng 2 con. Bản siêu to các bác ạ, cây này trong năm em bán các bác 1.800.000, 2.000.000. Hôm nay sale cả nhà mình bằng 1.200.000 các bác ạ, 1.200.000 cho một cây hồng cánh sen đơn thân nhé. Đây là một cây hồng cánh sen đơn thân các bác ạ. Đó, tiếp đến là một cây đỏ ớt rất là đẹp, cũng là một mị bồng 2 con ạ. Cây này chia sẻ các bác bằng 1.100.000 các bác nhé, 1.100.000 cho một cây đỏ ớt ạ. Đó, tiếp đến là một chậu bò sữa, một cặp. Đây, một chậu bò sữa này em chia sẻ các bác bằng 750 các bác ạ. Một chậu đai châu bò sữa bản to rụt nhé, 750. Đó, tiếp đến chia sẻ các bác một cây hồng cánh sen, chậu này để các bác bằng 460 các bác ạ, 460 nhé, một cây đơn rất là to. Ui, mã này để các bác 450 đi các bác, 450 đi, hồng cánh sen này. Rồi đây, cái mã này là mã số Q10 nhé, Q10 là một trong những cục nguyên bản hàng VIP đây các bác. Đây là một trong những hàng cục nguyên bản này. Nhìn cổ lá hàng rụt rịt siêu là đẹp các bác. Một mị bồng 1, 2, 3 con các bác, một mị bồng 3 con nhá. Phân nhánh 2 ngọn trên thân. Đây là một trong những cục nguyên bản hàng VIP, mã số là Q10 ạ. Đó, em chia sẻ các bác này. Này, nguyên bản một cục các bác, gỗ vẫn đây này. Này, gỗ vẫn đây các bác, cắt từ trên rừng vẫn còn cành gỗ này. Đó, chia sẻ các bác cái mã này là bằng 2.450.000 các bác ạ. 2.450.000 cho mã số là Q10 VIP nhà, quế nguyên bản. Q10 VIP quế nguyên bản 2.450.000. Đó, tiếp đến thì chia sẻ các bác là mã số là Q5, vẫn là hàng cục nguyên bản các bác ạ. Quế Hòa Bình nguyên bản một cục, cái mã này để các bác bằng 680 các bác nhé. 680.000 cho mã số là Q5, mã này bình thường em bán 800 các bác này, 800 này. Đó, để các bác bằng 680 cho mã số là Q5 ạ. Còn đây là mã số Q4, vẫn là hàng nguyên bản các bác ạ. Này. Do cái cục gỗ nó bị long ấy các bác, nó dễ nó bám vào cục nguyên bản, nó long rồi nhà em. Đó, lên chậu mấy năm nay các bác, hàng VIP này, cổ rụt này, mã số Q4 ạ. Đó, em cũng chia sẻ các bác bằng 680 một cây đơn VIP các bác nhé, 680 cho một cây đơn thân VIP ạ. Ôi, lại chia sẻ các bác đó là một chậu lan cẩm cù ạ. Đó, một trong những cái chậu cẩm cù hoa vàng chanh rất là đẹp ạ. Đó, chia sẻ các bác cái chậu này bằng 168.000 các bác ơi, 168 một chậu cẩm cù nhé. Đó, chia sẻ các bác thêm một chậu kiều trắng này. Đó, một trong những chậu kiều trắng Thái rất là đẹp ạ. Đó, chia sẻ các bác bằng 500.000 một chậu các bác ơi, 500.000 cho một chậu kiều trắng này các bác. Mầm tơ này, mầm tơ tủa quá trời đất luôn. Đó, 500.000 một chậu các bác nhé. Đây, mắt nụ này, to lù. Đó, 500.000 cho một chậu kiều trắng ạ. Rồi, giới thiệu các bác mấy chậu quế, mấy chậu cáo các bác. Đó, trước màn hình của em một chậu cáo siêu VIP, cái mã số là mã số 10, một chậu cáo VIP nhé, 10 các bác ngắm. Một chậu cáo đơn thân hàng xếp rụt, mã là C10, em chia sẻ các bác là bằng 1.350.000, quá nhiều vòi hoa các bác ạ. À, cái chậu này nó phải là một siêu phẩm, siêu là nhiều hoa nhé. Mã số là Q10, C10 các bác, em xin lỗi, mã này là mã C10, 1.350.000 ạ. Đó, tiếp theo là cái mã số C7 ạ. C7 phải nói là xuất sắc, nó nhiều vòi các bác ơi, 5 cây đều có vòi cả năm. Đó. Đó, sơ mi này, tím này, đỏ này. Đỏ này các bác này. Đấy, sơ mi tím đỏ này. Nói chung một chậu 5 cây siêu đẹp cho cái mã C7. Em chia sẻ các bác bằng 860 các bác ạ. 860 cho mã C7 các bác nhé. Đẹp quá các bác ơi, nguyên nụ này. Đó, nguyên nụ là nụ các bác. Mã này là mã C7 nhé, 860 các bác ạ. Đó, tiếp đến là cái mã số 1 ạ. Một chậu cáo xếp nhé cả mình ơi. Một chậu cáo xếp, nó là chậu cáo tím này, nhỏ nhỏ này, một con phân nhánh VIP các bác, để các bác 238.000 các bác ạ. Mã số 1 238 nhá, 238. Tiếp theo là mã số 21, một chậu sơ mi. Một chậu sơ mi các bác đang nụ, cây siêu là to. Mã số 21, cây này là cây để búi các bác đấy, mẹ con để búi này, xếp siêu đẹp. Mã số 21 chia sẻ các bác bằng 480 các bác nhá, 480 cho mã số là 21 các bác ạ. Cây phải nói siêu to và đẹp, đang nụ các bác này. Đây là mã số 21, 480 các bác ạ. Đây là chia sẻ thêm các bác một cái mã này nữa. Đó là cái mã số 20. Này, con phân nhánh mà nó bị gãy, mới gãy mất ngọn lá các bác. Một con phân nhánh gãy mất ngọn lá. Cây này là cây để búi này, mẹ con này. Cây này là một gốc 3 cây các bác ơi. Một gốc để 3 cây nhé. Wow, rất là đẹp. Cái mã này là mã số 20 ạ. Đó, chia sẻ các bác cái mã số 20 bằng 750 các bác nhé. Mã này để các bác chia sẻ các bác 750 cho mã số là 20. Đó, mã số 20 nhé, một chậu cáo xếp cao bằng đẹp này, 750 mã số 20. Đó, tiếp đến là cái mã số 05, đó là một chậu cáo xếp lai châu các bác ạ. Đây. Con này thì tự nhiên là nó phân nhánh hai ngọn các bác này. Đấy, một góc hai ngọn nhé. Đấy, gọi là rắn hai đầu các bác, hay còn gọi là mãnh chúa hai đầu đây. À, cái mã số 05 này bình thường chia sẻ các bác bằng 530 để các bác cái mã này bằng 380 các bác nhé. 380 cho cái mã số là 05 cáo xếp lai châu. Đó, phân nhánh hai ngọn các bác, một ngọn mà phân nhánh thành hai ngọn nhé. Đây gọi là mãnh chúa hai đầu các bác. Rồi, tiếp theo lại chia sẻ các bác một chậu quế trắng. Đây là hàng búi, hàng một góc nguyên búi các bác ạ. Nói chung mình mà có một cái chậu mà tự nhiên mà 99 chậu nó chỉ có một chậu là một góc nguyên búi các bác ạ. Đây nó đẻ này. Đây một góc nguyên búi các bác, một chậu nghiến rất là đẹp, đẻ rất chi là nhiều con nhé. Cái mã số là D6. D6 các bác ạ. D6 là một chậu quế trắng tháng 8 nguyên một búi. Em để các bác là bằng 1.380.000 các bác ạ. 1.380.000 cho một chậu quế trắng tháng 8 nhé. Một gốc nguyên dày, tức là một búi nguyên dày, với giá bằng 1.380.000. Cái này có đúng một búi này, là hàng một gốc thôi. Nguyên một búi các bác, đẻ con này. Rất là đẹp, chất cây cành rất là đẹp các bác. 1.380.000. Rồi tiếp theo là cái mã số Q2 VIP, một trong những cái chậu đơn thân. Bạn siêu là đẹp các bác ạ. Đây là mã số Q2. Đó, em chia sẻ các bác mã này là bằng 860 các bác. Bản lá này siêu là đẹp luôn các bác. 860 cho mã Q2 các bác nhé. Này, Q2 đơn thân này, 860 các bác ạ. Đây là mã số Q3 thì một chậu 3 cây. Thì cây lớn, cây nhỏ các bác, cây to, cây nhỏ chia sẻ các bác bằng 600.000 các bác ạ. 600.000 cho mã số là Q3 nhé. Đấy, tiếp đến là cái mã số này là cái mã số Q9. Đây là mã số Q9 các bác ạ. Đó, Q9 thì cái cây này nó là cây một cục nguyên bản, mẹ bồng con. Cây này nó là cây mẹ bồng con để búi các bác. Cây này cây nguyên bản này. Đấy. Một mẹ bồng 1 2 3 4, một mẹ bồng 4 con các bác ơi, 5 con. Một mẹ bồng 5 con nhá. Một cục nguyên bản, cái cây này thì chia sẻ các bác bằng 1.000.000 các bác ạ. 1.000.000 mà cái cây này bản to thì quá đẹp các bác ơi. Cây này phải 1.250.000. Thôi để các bác 1.000.000 lỡ báo này. 1.000.000 các bác ạ, mã số là Q9 nhá. Mã số là Q9. Rồi tiếp đến em có cái mã này là mã số B5. Đó, B5 thì cũng là một trong những cái chậu để búi các bác ạ. Đấy. B5 là một trong những cái chậu để búi, chậu này cũng khá là VIP. Chia sẻ các bác cái mã này là bằng 1.100.000 các bác ạ, 1.100.000 này, cái mã số là B5 nhá. Chậu này nó để búi các bác ạ, để búi. Đó, 1.100.000 cho cái mã số B5 các bác ạ. Đó, tiếp theo thì giới thiệu thêm các bác một cái lũa này, đây là nó hàng ở trên lũa. Vẫn là quế trắng tháng 8 các bác, hàng ở trên lũa, không có một chút phân nào luôn. Nó không một chút phân nào luôn các bác, nhìn những vòi hoa nó ra. Lúc trước nó ra vòi rất chi là to. Em chia sẻ các bác cái mã này là bằng 1.450.000 các bác ạ. 1.450.000 các bác nhé. Quế trắng tháng 8 các bác. Đây giới thiệu các bác một cái chậu kiều này. Đây một chậu kiều tím na hang Tuyên Quang đang đi nụ như thế này các bác ạ. Đó, nó đang có nụ rồi, đây nụ các bác này. Đó, chia sẻ các bác cái chậu này xả rồi các bác ạ. 600.000 các bác ơi, 600.000 nhé. Nhiều thân tơ lắm, mười mấy thân đấy. 2 3 4 5 6 8, 10, 12, 13 thân các bác, 13 thân tơ nhé. Đó, chia sẻ các bác bằng 600.000 cho cái chậu tím na hang Tuyên Quang này các bác ạ, đang có nụ rồi. Đó, ngoài ra thì còn rất chi là nhiều những mã lan đơn thân đẹp ạ. Các bác mua hàng thì gọi điện trực tiếp qua số là 0977 842 981 các bác nhé. Giới thiệu các bác đó một chậu cánh bầu này. Đây là một trong những cái chậu bầu cánh mai đang nụ ở xã các bác, đơn này bằng 230.000 các bác ạ. Nó khục thân nó vẫn ra hoa như chấu các bác này. Đây, nhà em kích để lên nụ cho nó đều ấy. Đây nó khục thân, các bác nhìn nụ vẫn chơi hết bình thường nhá. Để các bác cái chậu này bằng 230. Đó, tiếp đến cái chậu ám hoa bình đẹp các bác, cũng nhiều nụ này, gốc mẹ này. Chia sẻ các bác chậu này 199 các bác ạ, 199 này. Ám hoa bình này. Đó, chia sẻ các bác một chậu 5 cánh trắng Juliet này. Sale các bác bằng 480 các bác nhá, 480 là xả lỗ đây. Một chậu 5 cánh trắng đại cát cũng xả các bác 480.000 các bác ạ. Còn có mấy chậu thôi. 480 các bác nhé. Một chậu người đẹp không tên, gọi là chi chít nụ hoa luôn các bác ạ. Chậu này thì quá là nhiều nụ nhá, gốc to mẹ đẹp. Chia sẻ các bác chậu này bằng 1.000.000 các bác ạ, 1.000.000 này. Rồi đến một chậu 5 cánh trắng đất tổ nguyên nụ các bác ạ. Đây là một trong những cái chậu 5 cánh trắng đất tổ nguyên nụ, hàng chậu nái to vip nhá. Rồi chia sẻ các bác cái chậu này bằng 1.200.000 các bác ạ. Quá là nhiều nụ luôn các bác ơi. Này, nụ hoa gọi là đi một dãy luôn các bác. 1.200.000 các bác ạ, 1.200.000 nhé. Một chậu 5 cánh trắng đất tổ. Đó, ngoài ra thì còn rất là nhiều những cái mã lan đơn thân hàng VIP. Đó, các bác mua hàng thì trực tiếp qua Zalo và số điện thoại giúp em các bác nhé. Đó, em xin cảm ơn tất cả các bác ạ.